Xin chào các bạn. Độc thánh tán 1. Bài thuốc tán chỉ dùng có một vị thuốc mà trị hết bệnh, hay như thuốc thánh nên gọi là độc thánh tán. Mộng Trung Giác Đậu quyển thứ 43 trong toàn bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, 66 quyển và Y Học Nhập Môn quyển 7, mục đậu. Xuyên Sâm Giác, vảy con tê tê là những vảy nó ở hai chân trước và ở hai môi mõm trên, cạo hết thịt, rửa sạch, sao chín, tán nhỏ, mỗi lần dùng 5 phân. Nấu nước mộc hương có chế vào chút rượu hay chút xạ hương mà uống. Chủ trị, bệnh lên đậu mùa, trái, bị hắc hãm. Nghĩa là đầu các mụn, đậu, thâm đen mà trũng xuống. Hay như thuốc thánh, nghĩa là uống vào mụn đậu, trương lên mà lại hết đen. Nếu quá 7 ngày kể từ ngày đậu mới mọc mà bị hắc hãm thì uống với nước tử thảo. Nếu tử hãm, tử hãm nghĩa là mụn đậu tím bầm mà trũng xuống thì uống với rượu. Nếu huyết hãm là mụn đậu đỏ tươi mà trũng xuống. Hôi hãm là mụn đậu xám như màu tro mà trũng xuống, đều uống với rượu, có chế vào chút xạ hương. Nếu bạch hãm, mụn đậu trắng bạch mà trũng xuống thì uống với nước xuyên quy, nghĩa là đương quy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.